Thấy dân đồ có chân mấy con máy cày của Thái Lan đẹp quá, mình vô mình xem thử coi. Hô, xin chào ông chủ. À, mấy chiếc này xe mới hay xe cũ vậy ông chủ ơi? Xe nó cũng mới á. À, của Thái Lan. Thái Lan hả? Có hàng nội địa chứ không phải là hàng mới chính hãng ráp tại Việt Nam à? À, đã qua sử dụng rồi. À, đã qua sử dụng mà sao vỏ còn mới như vậy? Dạ, mới xài có mấy có 100 giờ chứ nhiên, 100-200 giờ. À vậy hả? Cái này bây giờ mình bán nó là cái giá nó cao không? Dạ không. Hả? Dạ. Khoảng bao nhiêu tiền một chiếc về để biết đường mua một chiếc về nhà chạy đi uống cà phê chơi? Dạ. 200. 200 hả? Dạ. Ồ, mới có 100 mấy giờ hả? Xe còn đẹp quá ha. Như vậy rồi nếu 100 mấy giờ vậy nó còn bình còn đồ rin theo xe không? À, thì về mình kiểu như bây giờ bên đó nó cũng chạy rồi á. À, cái nước sơn á. À, mấy cái nó cũng có hơi chạy sức nhẹ. À, đó đi uống cà phê được không? Dạ, đó cái lớp 2K thì nó cũng có hơi sức nhẹ. À vậy hả? Đẹp cho lắm, không được bóng bẫy như bằng mới tinh nữa hả? Mới tinh được. À, 200 con này là 4KL 4 7 8 đâu số 8 đâu. Dạ, 18 chưa có à? À vậy hả, 200 đâu coi coi. Ô, đẹp dữ ha, quá à, mấy cao su đồ này còn mới cót luôn ha. Xe của in đánh con Thái Lan à? In đánh con Thái Lan, mất tên Thái Lan à? Mấy con này xuống ruộng lanh lắm. À vậy hả? Dạ, nhanh lắm. Ủa, à tiếng Anh. Con hàng này của nó hàng xuất khẩu luôn chứ không phải là hàng trong nước ta. Dạ. Nó xài tiếng Anh không ta? Dạ. Chứ nó không xài tiếng lăng quăng. Dạ. Đúng không? Nó xài chữ Anh luôn chứ không xài chữ lăng quăng. Tài quá ha. Chà. Mà bây giờ người ta xài xe này nhiều rồi. À vậy hả? À, mấy cái dòng này bây giờ người ta cũng đành lắm. À, nó còn mấy này luôn ha. Dạ. Hai chiếc như nhau à? Dạ. Giá cả bằng nhau. Dạ. À, mình mua vậy có chế độ bảo hành hay là bớt xén gì không? Dạ, có. À, mà hư cái gì á là mình cứ gọi lại là mình gửi đồ cho. À, gửi có lấy tiền không? Dạ không đâu. Thí dụ bao nhiêu lâu bảo hành được bao nhiêu lâu? Khoảng cỡ 1 năm á. Gì dữ vậy? Mấy xe này nó còn ngon mà, nói mà mình đấu sợ. À vậy hả? Dạ, ví dụ bung ra rồi sợ chứ bây giờ xe nó còn mới cáo luôn mà. Chỉ thiết kế đâu có dở đâu. À, à cái đời nó mới quá mình đâu có sợ gì đúng không? Mình kiếm con tem của nó mà. Kiếm cái đeo của nó. Mấy cái con này á, mấy cái con này về kiểu như chỉ có là coi nhớt với nước rồi chăm cho đầy đủ, đừng có để nhớt xài lâu quá dơ quá thôi. À, nó khoảng bao nhiêu giờ thì thay nhớt một lần? 300 giờ. 300 hả? À, 300 là cũng hơi nhiều quá, khoảng 250 giờ thôi. Dạ. À, mình biết chứ, đó dỡ cái cabin lên, cái cabo lên xem một tí xíu được. Ô, cabo chạy chậm chậm luôn ha. Mới nè. Y như máy mới vậy thôi. Cái này nè coi vậy. Ừ. À. Ô, cái cánh quạt đồ cái cốt ra còn trắng hiếu ha. Máy ti này lên còn ngon nữa. Máy ít mở. Mà sao bên đó nó chơi sang ta? Nó xài ít cái nó bán rồi ta. Hả? Việt Nam mình xài tới mục luôn mà chưa bán mà. Bên nước người ta công nghệ nhiều khi người ta tính cương rồi người ta sản xuất cho một chiếc nhiều khi nó thấy nó nhiều. À, thì nước mình cũng công nghệ vậy. Từ từ mình còn hơn nữa. À vậy mình mai mốt sợ còn xài hơn xong giữ thấy cái đeo nữa. Ừ, giữ dần. Với mấy người làm nông bên mình á chơi xe dữ lắm á, tàn là xe dữ không á, nhiều. Ôi, người chơi xe. Có nhiều người chơi xe mấy xe này mà mới tan xà beng luôn. Rồi. À, vỏ này bán xe vậy chứ không đành bằng mấy người xài xe đâu. À vậy hả? Ủa sao à, này cầu chì hả?
40A đầu chi tổng. Rồi thôi cảm ơn nha, để đó để về mình lấy có bớt bao nhiêu không mình ấy luôn, về lấy tiền chuyển khoản qua luôn rồi lấy chiếc về uống cà phê thôi. Mua bán gì nó cũng phải có lì xì lấy hơn chứ. À rồi.